Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Toyota Let's Go Places Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 1-800-990-8319-princesslife.com Thảo Tiên chào đón quý khán thính giả đến với chương trình tin tức tổng hợp của Đài Lê Lô Sài Gòn TV được phát hình trên bằng tầng 56.10, 27.6 và 16.11 và trên website tv com Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 4 tháng 5 2023. Để mở đầu như thường lệ là phần tin Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam đề nghị Úc dừng lưu hành đồng tiền có cờ Việt Nam Cộng Hòa. Tượng cánh tay bên bờ biển bị sóng đánh bong tróc. Đài Loan từ chối lô hàng khoai môn vì nhiễm kim loại nặng. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Kính thưa quý vị, Việt Nam đề nghị Úc dừng lưu hành đồng tiền có cờ Việt Nam Cộng Hòa. Đồng tiền lưu niệm 2 đô la Úc có in hình cờ vàng ba sọc đỏ khiến chính quyền Việt Nam không vui và đề nghị dừng lưu hành. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 4 tháng 5 đề nghị Úc dừng lưu hành đồng tiền 2 đô la Úc có in hình cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa và không để tái diễn các sự việc tương tự. Tuyên bố được đưa ra sau khi công ty Australia Mint công ty độc quyền sản xuất tiền cho Úc phát hành đồng 2 đô la hôm 6 tháng 4 để kỷ niệm 50 năm kết thúc sự tham gia của Úc vào cuộc chiến Việt Nam. Trong đó có hình cờ vàng ba sọc đỏ. Đồng tiền này sau đó đã được bán sạch và được người khác bán lại trên các trang thương mại điện tử với giá cao. Công ty Royal Australia Mint cho biết chỉ phát hành giới hạn 5.000 đồng bạc lưu niệm với giá 80 đô la trong khi bản vàng có 80 000 đồng và được bán với giá là 15 đô la. Cả hai đồng tiền đều có hình máy bay trực thăng UH1 bao quanh bởi đường tròn màu sắc giống như ba miếng ribbon trao cho các cựu binh Việt Nam. Trong hình ảnh của đồng tiền này có hình cờ Việt Nam Cộng hòa, trong khi mặt sau là chân dung của cố Nữ hoàng Anh Elizabeth II. tượng cánh tay bên bờ biển bị sóng đánh bong tróc. Phần đế của năm bức tượng cánh tay trên bờ biển Hải Tiến, huyện Hoàng Hóa bị sóng đánh bong tróc. Trời đinh vít khiến nhà chức trách phải căng dây, cấm du khách đến gần trong thời gian hoàn thiện. Dọc bãi tắm gần 1 km từ quảng trường biển trung tâm xã Hoàng Tiến đến bến thuyền xã Hoàng Thanh, huyện Hoàng Hóa, có 5 bức tượng cánh tay dơ cao. Công trình này được Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng trước mùa du lịch 2023 để làm tròi canh và tạo điểm check-in cho du khách đến biển Hải Tiến. Theo thiết kế, các bức tượng được đúc bằng bê tông cốt thép, ốp thêm gạch đỏ và xi măng. Mỗi cánh tay cao hơn 4 mét, khủy tay chỗ lớn nhất đường kính khoảng 1 mét. Đỉnh bức tượng khi hoàn thiện có mái che mưa nắng bằng nhựa rộng chừng 2 mét vuông. Phần đế hình tròn chu vi khoảng 6 m cũng đúc bằng bê tông. Tuy nhiên, nhiều du khách phản ánh tượng không đảm bảo an toàn. Những tấm nệm cao su bọc quanh chân đế đã bị bong tróc. Do tác động của sóng biển, đinh vít nhô lên khỏi bề mặt bê tông dưới chân một bức tượng, tiềm ẩn nguy hiểm cho du khách. Hiện chính quyền địa phương đã đóng cọc, căng dây và treo biển cảnh báo cấm leo trèo và tắm gần nơi này. Nhưng một số du khách vẫn vào bên trong đứng ở chân tượng tạo dáng chụp ảnh. Có nhiều ý kiến trái chiều về công trình này, trong đó có người cho rằng tượng thô kệch phá vỡ cảnh quan tự nhiên. Tuy nhiên, ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hoàng hóa cho biết đã tham khảo mẫu tròi canh ở nhiều khu du lịch trước khi quyết định chọn hình bàn tay. Trong khi đó thì Đài Loan đã từ chối lô hàng khoai môn nhập từ Việt Nam vì nhiễm kim loại nặng. Một lô hàng khoai môn nhập từ Việt Nam vào Đài Loan mới đây đã bị từ chối vì có dư lượng kim loại nặng vượt quá mức cho phép. Theo tin của OFA, lô hàng khoai môn đông lạnh với khối lượng 15.000 kg do công ty Sinong Trade ở Cao Hùng nhập đã bị phá hủy sau khi xét nghiệm. Lô hàng có chứa trì với hàm lượng là 0.2mg trên 1 kg, gấp 2 lần mức cho phép. Theo FDA, đây là lần thứ ba trong vòng 6 tháng qua công ty Sai đã nhập các lô hàng khoai môn đông lạnh không đạt tiêu chuẩn từ Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm ngoái, Đài Loan đã phát hiện nhiều lô hàng khoai môn không đạt tiêu chuẩn từ Việt Nam. Hai lô hàng bị phát hiện có dư lượng thuốc trừ sâu quá mức và một lô hàng khác bị phát hiện nhiễm kim loại nặng. Vì lý do này, FDA đã tăng khối lượng kiểm tra với các lô hàng khoai môn đông lạnh từ Việt Nam từ mức 2 đến 10% lên 20 đến 50% từ tháng 12 2022 đến ngày 25 tháng 6 2023. Khiếu kiện của khách hàng về Manulife và SCB được chuyển đơn lên bộ công an. Vụ việc liên quan đến đơn tố giác bảo hiểm Manulife và ngân hàng SCB đang được cục cảnh sát kinh tế thuộc bộ công an thụ lý, nên công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp xác minh, chuyển đơn theo quy định. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an thành phố, cho biết đối với các đơn tố giác sản phẩm, tâm an đầu tư, sản phẩm liên kết giữa công ty bảo hiểm Manulife và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, gọi tắt SCB. Công an thành phố sẽ tiếp nhận phân loại đơn theo quy định. Theo ông Hà, do vụ việc liên quan đến Ngân hàng SCB đang được Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an thụ lý, Công an thành phố sẽ phối hợp xác minh, chuyển giao vụ án theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào ngày 18 và 20 tháng 4, có hai nhóm người dân đã tới văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố để nộp tổng cộng 146 đơn tố cáo phản ánh về việc bị hô biến từ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng SCB sang bảo hiểm nhân thọ Manulife. Trong đơn tố cáo, nhiều người dân cho biết khi làm việc tại ngân hàng SCB đã được tư vấn đầu tư gói tam âm, tam an đầu tư với cam kết sẽ sinh lợi nhuận cao. Sau đó, họ phát hiện đây thực chất là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Manulife chứ không phải đang tham gia hình thức mới là gửi tiết kiệm đầu tư. Lãnh đạo của Manulife Việt Nam cho biết, thời gian qua, công ty đã đánh giá từng khiếu nại của khách hàng. Phần lớn các trường hợp cho thấy không có đủ chứng cứ chứng minh các nội dung khiếu nại của khách hàng. Manulife khẳng định sẽ liên hệ các khách hàng SCB tham gia sản phẩm bảo hiểm tâm an đầu tư đã gửi khiếu nại hoặc gửi trước ngày 30 tháng 4 2023 để thảo luận giải quyết khiếu nại. Và sau đây là phần tin quốc tế, kính mời quý vị cùng theo dõi. Nga cáo buộc Mỹ chủ mưu vụ tấn công bằng máy bay không người lái điện kremlin đã cáo buộc hoa kỳ chủ mưu vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào dinh thự của tổng thống putin ở điện kremlin theo lời phát ngôn viên điện kremlin dmitry peskov tuyên bố hôm nay quyết định về các cuộc tấn công như vậy không được đưa ra ở kiev mà ở washington theo lời ông peskov ukraine chỉ làm những gì được bảo phải làm có nghĩa là hoa kỳ ra lệnh cho ukraine thực hiện tấn công moscow ông peskov cho biết Điện Kremlin đang tăng cường an ninh ở Moscow trước lễ kỷ niệm ngày chiến thắng trong Thế chiến thứ hai ở thủ đô vào ngày 9 tháng 5 tuần tới. Ông nhấn mạnh, Nga không hề lo ngại vụ tấn công này vì mọi thứ đã được tăng cường để chuẩn bị cho cuộc duyệt binh ngày chiến thắng. Hôm qua, Nga cáo buộc Ukraine đứng đằng sau vụ tấn công. Nhưng ngay lập tức, Tổng thống Zelensky cho biết Kiev không liên quan gì đến vụ tấn công được báo cáo ở Điện Kremlin ông zelensky nói rằng chúng tôi không tấn công putin hay moscow chúng tôi chiến đấu trên lãnh thổ của mình hoa kỳ nhắc lại quan điểm về mục tiêu phòng thủ của ukraine và không tấn công sang vùng ngoài biên giới ukraine theo các phân tích gia việc cáo buộc của nga đưa ra hôm nay là dấu hiệu cho thấy nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn mới vào ukraine ngay sau thông báo của moscow Ukraine đã báo động về các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Kiev và các thành phố khác. Tổng thống Ukraine đến thăm tòa án quốc tế ở Hà Lan. Tổng thống Ukraine Zelensky đã đưa chiến dịch chống Nga của mình ra tòa án tội phạm chiến tranh quốc tế ở Hà Lan hôm nay thứ Năm, nói rằng ông chắc chắn rằng Tổng thống Nga Putin sẽ bị kết án một khi cuộc xâm lược Ukraine bị đánh bại. Tại The Hague, Nơi trụ sở của Tòa án Hình sự Quốc tế, ông Zelensky kêu gọi cộng đồng toàn cầu buộc ông Putin phải chịu trách nhiệm và nói với các thẩm phán của ICC rằng nhà lãnh đạo Nga đáng bị kết án vì những hành động tội ác ngay tại thủ đô của luật pháp quốc tế. Vào tháng 3, Tòa án ICC đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin vì tội ác chiến tranh, cáo buộc ông phải chịu trách nhiệm cá nhân về vụ bắt cóc trẻ em từ Ukraine. Đây là lần đầu tiên tòa án toàn cầu lưu hành lệnh truy nã lãnh đạo của một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chuyến thăm không báo trước của ông Zelensky tới Hà Lan diễn ra một ngày sau khi ông tới Phần Lan, quốc gia có biên giới lớn gấp đôi NATO với Nga khi gia nhập Liên minh quân sự vào tháng trước. Phần lớn là do lo ngại về tham vọng dài hạn của Moscow. Thủ tướng Bỉ, Hà Lan cam kết hỗ trợ Ukraine. Trong chuyến công du đến Hà Lan, tổng thống Ukraine cũng tận dụng chuyến đi để thúc ép các thủ tướng Bỉ và Hà Lan gửi các máy bay chiến đấu tiên tiến để đất nước của ông có thể đạt được công lý trên chiến trường. Tổng thống Zelensky đã tập hợp thành công sự hỗ trợ chính trị và quân sự đáng kể của phương Tây cho quốc phòng Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Ngay sau lời kêu gọi này, phía Hà Lan tuyên bố sẽ kiên quyết ủng hộ Ukraine. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết hôm thứ Năm trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine ông Zelensky và Thủ tướng Bỉ Alexander de Croo ở The Hague. Thủ tướng Hà Lan nói thêm rằng Nga không thể chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine và phải chịu trách nhiệm về những tội ác xâm lược và các tội ác chiến tranh khác. Phía Bỉ cho biết họ đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công khi Ukraine chuẩn bị cho một cuộc phản công nhằm cố gắng chiếm lại vùng đất do Nga chiếm đóng ở phía Nam và phía Đông. Pháo kích của Nga ở khu vực tiền tuyến phía Nam Kherson đã giết chết ít nhất 23 dân thường vào thứ Tư 3 tháng 5. Tổng thống Philippines đặt vòng hoa tại nghĩa trang quốc gia Arlington. Tổng thống Philippines, ông Ferdinand Marcos Jr đã đặt vòng hoa tưởng niệm các binh sĩ Mỹ đã hy sinh tại nghĩa trang Quốc gia Arlington vào sáng hôm nay trong chuyến thăm nhiều ngày của ông tới Hoa Kỳ. Tổng thống Marcos Jr được một thủy quân lục chiến Hoa Kỳ hộ tống đến mộ chiến sĩ vô danh nơi ông đặt vòng hoa, dành một phút mặc niệm và chào tưởng niệm. Buổi lễ diễn ra sau nhiều ngày họp nơi tổng thống Marcos Jr. ngồi với tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin để thảo luận về lời kêu gọi của Philippines đối với Hoa Kỳ trong việc phòng thủ của Philippines. Hôm thứ tư, chính phủ Biden đã ban hành hướng dẫn phòng thủ song phương, cập nhật hiệp ước phòng thủ chung giữa hai quốc gia. Các hướng dẫn này là lần đầu tiên kể từ khi hiệp ước được ký kết vào năm 1951 và tuân theo hàng loạt các phản đối ngoại giao của Philippines trong năm qua về cái mà nước này gọi là các hành động và mối đe dọa hung hăng của Trung Quốc đối với lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này. Các hướng dẫn cho biết các cam kết hiệp ước song phương sẽ được viện dẫn nếu một trong hai bên bị tấn công cụ thể ở biển Đông và nếu các tàu tuần duyên là mục tiêu chiến lược được cập nhật để bao gồm các tham chiến đến các hình thức chiến tranh hiện đại, bao gồm cả chiến thuật vùng xám mà Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng để khẳng định yêu sách chủ quyền của mình. Và bị Pháp nói xấu, Ngoại trưởng Ý hủy chuyến công du. Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani đã hủy chuyến công du đến thủ đô Pháp. Hôm nay, sau khi cho rằng Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã xúc phạm nước Ý với những bình luận chỉ trích nặng nề Thủ tướng Giorgio Melani. Bộ trưởng Pháp Giorgio domani trước đó đã nói với đài phát thanh RMC rằng bà Thủ tướng Ý không thể giải quyết các vấn đề di cư mà bà đã được bầu, và cáo buộc bà nói dối với cử tri rằng bà có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng trong khi số lượng người di cư bằng thuyền ngày càng tăng đảng những người anh em của bà Thủ tướng Maloney và đối tác liên minh đã cam kết đang áp mạnh mẽ những người nhập cư bất hợp pháp trong chiến dịch bầu cử năm ngoái. Hôm qua, Quốc hội Ý cũng đã thông qua luật tăng cường các án tù đối với những kẻ buôn người và giảm quyền tị nạn cho những người mới đến. Tuy nhiên, Bộ trưởng Pháp lại so sánh Thủ tướng Ý với nhà lãnh đạo cực hữu của Pháp là bà Marine Le Pen một kẻ thù chính trị của ông Macron, và nói rằng cực hữu có một tật xấu, đó là dối trá với người dân. Ý của ông Bộ trưởng Pháp là bà Thủ tướng Ý cũng dối trá với người dân Ý như vậy. Tin tức về những bình luận của ông được đưa ra khi Ngoại trưởng Ý đang chuẩn bị bay tới Paris để gặp người đồng cấp Pháp. Một chuyến đi nhằm mục đích cải thiện quan hệ giữa hai quốc gia thuộc Liên minh châu Âu vốn ngày càng trở nên rạn nứt. Tuy nhiên, ông đã hủy chuyến công du này. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam và Thế giới. Mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ sau phần thông tin thương mại bảo trợ cho đài.